Méo. Hả? Chết nó được ạ. À, ở trên này anh hai anh giỏi chưa? Đó. Đang cắt ngu sơ kim. Chưa. Rồi. Cái này nãy em gõ nè. Cái dao nó nhẹ quá em gõ không được. Chưa. Cũng gõ dập chai không ta. Nè bên đây có cây nè. Méo, méo. Hả? Chút người ta nói mày cắt người đó cái gì. Nhưng mấy trái đó thằng đó nó bỏ thằng gì vậy? Hả? Cái nào anh đi anh chỉ đi. Trời ơi, cái dao thôi ghê quá. Dao thôi ấy quá. Khó cắt chết mẹ. Anh cắt phải ăn cái vô ăn thử kali nữa. Cho cái lọc sao nè. Rồi đi đường nào nữa. Đi đường nào, đi thẳng. Bên kia. Đi. Đi thẳng lấy, đi xe kéo lên chỉ là để trả già cắt cho em luôn nhé. Đúng rồi, mình nghe cái này không có già mà. Được chứ, giữa này cắt đây này, chỉ tí nó cắt đây. Em ơi, đẩy một đi nhá. Nó bao mà nó không lót. Có miếng lót rồi. Cái này chưa đâu. Ủa, cái này nãy mình cắt hết rồi hả? Yeah.
cắt xong rồi hai ngày nữa có rụng không? Rụng rồi, có nhiều khi mới chết sống sống. Cái này là ngoài em gặp cái đổi rồi, bị cắt xong hai ngày. Rụng như kìa. Cái này mấy mùa rồi anh? Ôi, cái này đẹp quá nè. Không chị, em không có vẹt cho lại. Thôi em tắt đi mọi người ơi. Trời ơi. Mu. Mu cư mà nghe nè mọi người. Vườn trái quá trời đẹp. Đây. Em Lan đang xem vườn trên khu vực cư mà nghe nha. Đây. Chín rụng nhiều rồi. Vườn có thì cứ alo em Lan nha. Vườn này trái đẹp. Nói chung là nó kiểu vậy đấy chị, cả tên nữa. Ừ. Tên nó toàn mấy cây như này nè. Đây. Đây đây xem. Ủa cái trái con này chỉ cầm cầm ra. Để lại đằng đẵng á. Nó cũng hai cổ ha, phải không Lộc? Cũng giống như bữa giờ mình mua thôi. Hả? Mấy thứ này chắc chín quá. Ừ. Hai cổ. Em hốt đường tạo rồi. À, cắt tạ rồi hả? À, chỉ là rụng á. Ừ. Tính là mua là như là trái đẹp. Em bẩn em tỉa một trái luôn á. À. Ừ. Cái này đẹp quá ha. Cái thông lai nha mọi người. Trái quá đẹp. Ừ, em hận ngồi bên đây à, mọi người ngồi bên kia. Rồi, xứng lên. Nè, lọc ngồi đây nè. Xứng lên, ra đây nè. Được. Đấy, bước qua.